Ngày 7 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một nam thanh niên trong quá trình di chuyển đã tông vào đuôi xe tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông trên đường Hồ Chí Minh dẫn đến tử vong. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 6 tháng 3 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trong lúc xe ô tô tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lưu thông phía trước, cùng chiều bất ngờ một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Thanh Hóa, không đội mũ bảo hiểm, chưa xác định được danh tính, tông vào đuôi xe tuần tra. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên nằm bất động dưới mặt đường, dù được lực lượng công an đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong khi đến bệnh viện. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường, tiến hành lấy mẫu máu để kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xác minh, làm rõ.